xanh năm nay xuống trời. Anh năm nay ơi buồn thấy em tự nhiên thắng đời. Em đang cô đơn thì bàn tay đâu đưa đây. Tôi coi như cho qua năm sau đám cưới liền tay đến ngày mùng hai có ai đi nhìn mà em ở đâu anh mang trâu cá quan nước châu luôn. Mai đi ta sang giàu quá xa to thì có đau muốn.
Dàn nhạc sắp sân, không khí tăng hôn linh đình, ai cũng xì xăm đôi mình, nhìn tụi nó tinh bởi bên. Nhậu sáng đêm, rượu năm lít bia, năm chục lon, đóng phòng ăn ai lo cuốc lo cài kiếm tiền nuôi con. Hai nhà ta, nay thành xuôi, thêm thằng cu hay cô công chúa lại càng vui. Lo măng ăn, không là tiêu, anh em chi cốt đừng ngủ chơi bơi tôi còn vợ yêu. Đến bao ngày xuân đi qua, xin phép gia đình mẹ cha cho rước em về làm dâu, hai đứa sau này làm giàu. Kéo theo đàn trai mừng mâm, coi bối ngày ngày hài lắm. Nàng ơi anh tới, anh đón em về khách tình trăm năm. Yêu thương nhau từ lâu mà anh chỉ muốn yêu lại từ yêu đâu. Yêu em khi còn thơ, yêu cho đến khi ăn lòng bạc hàng đâu. Em ơi em đừng lo, kề bên em luôn luôn có anh. Thề một câu luôn khi yêu là cười. Xuân đi qua, xin phép gia đình mẹ cha cho rước em về làm dâu, hai đứa sau này làm giàu. Kéo theo đàn trai mừng lắm, coi bối ngày ngày hài lắm. Nàng ơi anh tới, anh đón em về khách tình trăm năm. Đồng ý và nhất trí cho hai trẻ tiến tới hôn nhân.
Hôm nay là cái lễ hội, cũng là ngày lành tháng tố, ngày 11 tháng 11 năm Tân Sửu. Đương chính lễ qua gồm là 8 ông và chầu quý hội nhà gái đứng lên kiểm chứng và hỏi ra. Trên đeo vô cho nàng dâu.
lòng bồi hồi sao thương nhớ ngày đầu tình yêu bơ ngơ giấc mơ hồng. Để một ngày tình kết trái nhịp rộn ràng tim say đắm với tình yêu. Từ nay đôi ta sẽ mãi mãi bên nhau, mãi mãi bên nhau trong cuộc sống. Từ nay đôi ta sẽ mãi mãi bên nhau, mãi mãi bên nhau suốt đời. Thì cũng đem theo cái phần tiền để gửi đến cho hội nhà gái luôn, đó là 20 triệu đồng. Hội nhà gái là lễ hình rồi, bỏ vào xe nó quay phim cái rồi kiểm chứng lại là mình đếm sau đó đàng hoàng luôn. Một câu được kiểm gì đó, ở đây cặp thiệt là không hỏi gì cả. Yeah. Hai ông xuống thì chỉ làm chứng thôi, chứ tiền bạc không biết đâu. Rồi mời hai ông xuống bắt tay giùm luôn nè. Bắt tay chút xíu đi. Rồi, dạ, rồi xong rồi, xong rồi. Rồi nhận luôn đi cô ơi. Rồi xong cái đó mình... Cho bà nội dẹp tay luôn. Rồi đây có cách cho thì có. Mừng vòng qua đi, mừng vòng qua đi. Ờ, mừng hết luôn, mừng hết luôn, qua chứ. Bây giờ bà mở cái cái này là nhẫn ông ngoại cho cháu chiếc nhẫn 5 phân. Rồi bây giờ đích thân ông ngoại đứng lên đeo luôn cho cháu dâu luôn. Rồi cúi đầu cảm ơn ông ngoại. Rồi đưa đi rồi cho ngoại đi ngủ. Chúc thầy con trăm năm phúc. Rồi cảm ơn ông ngoại nhiều. Rồi giờ ông ngoại xong tới với bà mở. Rồi mai bà mở bước ra hai cháu cái gì bà mở công bố lên luôn. Rồi 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 vô ghế mời đi em.
Chị một cái bao. Bây giờ tới gì chị ba cho cái gì chị ba công bố lên nha. Nói luôn gì ba, vậy gì coi thì nói cho lát vô quy tặng mình nói ra vậy. Chị ba thì nói. Chị ba cho cái dòng cổ. Cái lần nó kèm. Rồi xong ạ. Rồi xong. Cái đó là một hồi là đi ra ngoài mình dẫn cô dâu đi ra đằng sau. Bây giờ cho mẹ chồng nó dẫn ra cho nó không biết là ai. Dạ, bà nhà chồng mà nhà chồng. Rồi bây giờ phần họ nhà trai đã xong, bây giờ xin mời quý ông bà họ nhà gái nè. Mời ông bà nội ngoại cô dì của họ nhà gái nó cũng lên uống rượu chúc mừng cho hai cháu được năm hạnh phúc. Dạ. Nhị lễ, tam lễ, tứ lễ. Rồi ba sáng người còn ông bà còn sống hiện tiền. Nhị lễ. Cảm ơn ông bà còn sống hiện tiền đó. À, bây giờ tới ông nào quốc lụ. Rồi. Cho chú rể. Dạ mời cầm đỡ để con quay phim được ạ. À. Con cháu nó khỏi chúng bà. Tới bà ngoại. Tới bà ngoại. Bà ngoại luôn con ơi. Bà ngoại. Mãi nội bây giờ còn chung một nhà đó. Rồi gót luôn, gót vô nữa đi sang gót hai đây. Tí có chị hồi tí thì được rồi. Nhiều quá. Cho bà ngoại một chiếc có thằng Hoàng, thằng Hậu, thằng Hoàng không? Thằng Hoàng là kéo chịu. Thằng Hoàng, chúc cho hai cháu được trăm năm hạnh phúc. Chị thôi chứ không có quà cát gì đâu. Đó là có quà hả? Thôi, cái cưới thằng ngoại cho chứ. Cái cưới thằng ngoại cho. Cái cưới thằng ngoại cho. Thằng Hậu có quà. Rồi, còn trăm năm hạnh phúc. Cảm ơn nội ngoại. Cảm ơn đi, cảm ơn nội ngoại. Cảm ơn ngoại. Vậy tới Cha mẹ. Rồi mời ba mẹ đi vô ghế rồi. Nè mẹ. Dạ, rồi xong rồi ba mẹ dùng đúng không ạ? Uống ly rượu này nhớ xa cha con thỉnh thảo nha. Trời, tâm lòng luôn chứ. Dạ xong ạ. Rồi cái phần cô chú chị đi ra ngoài hỏi từng người mẹ đó. Bây giờ cái phần lễ cũng đã gần kết thúc. Cho phép họ nhà trai xin phép hỏi họ nhà gái bây giờ về cái phần mâm chầu. Có hai đứa dở luôn. Hai đứa dở nhưng mà dở tính hay dở công khai? Công khai. Đếm bao ngày xuân đi qua, xin phép gia đình mẹ cha cho bước em về làm dâu, hai đứa sau này làm giàu, kéo theo đàn trai mừng mâm, coi bối ngày ngày hài lòng. Nàng ơi anh tới, anh đón em về cách tình trăm năm. Đêm năm mới, ngài làm thơ, thương rồi nhớ mà có sao lòng thần thờ. Kêu là cưới, trên dưới hai nhà làm xuôi, ngủ bia chơi láng, chín tháng mười ngày có cục cưng nuôi.
Nhanh nhẹn sắp sân sắp sân, không khí tăng hôn linh đình, ai cũng xì xăm đôi mắt. Rồi mời cô nhìn cả ngoài luôn, đây nè, nhìn lên đây nè, cô dâu chú để. À, rồi nhận đi cô dâu ơi, xong rồi đó. Rồi. Ông bà họ nhà gái quý tu chú và quý thông gia họ nhà gái thì cũng sự nhiệt tình và giúp đỡ họ nhà trai để tiến hành lễ hỏi. Lễ hỏi hôm nay đến đây đã kết thúc. Thay mặt quý ông bà họ nhà trai xin chân thành cảm ơn họ gà gái rất nhiều và xin kính chúc quý nhà gái tài lộc đất niên. Xin cảm ơn rất nhiều. Làm cho tim anh nhảy như tăng go, cầm một nhành hồng thật đẹp trên tay. Baby ơi em xinh nhất đêm nay, đôi mắt long lanh như là bồ câu, xinh cỡ như anh cũng phải điên đầu. Rolex sơ mi nhìn thật đẹp trai, hai đứa yêu nhau nữa là muốn bay. Em ơi ok thì mình tới luôn, nắm chặt tay em có lòng muốn. Con bao lì xì cho chú Nghĩa cầm luôn đó, à, tầm hai người luôn anh đưa á, à, kịp thấy chụp hình chưa ta? Không biết rồi. Hai bên hai họ để cho bạn chụp hình các rồi mình chụp hình. Dạ 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 dạ. Ủa hình qua đây hả? Dạ. Không, đó giờ tôi đi kiếm anh hai nữa rồi. Đang ngồi chén cái gì nè. Ôi nhìn nè, nhìn tính ngồi đó đâu. Nhiều trà có chưa? Có ngọt đi. Nhiều trà có chưa? Kiếm ra mẹ ngồi. Đây nè. Nghe nè cho ta. Rồi gì đi. Tụi mấy giờ muốn đi. Đến đây. Chưa lên đâu. Thôi nó có rồi nhà ơi. Có rồi. Đủ rồi. Để lại đừng có về cái nấu. Sao toàn không quá là toàn mặt luôn. Tại lưng cổ cô. Nè bác sĩ giúp kìa. Dạ anh hai vô đây nè. Anh này. Anh ba giùm lấy anh cả. Anh ơi. Đây. Chén. Chén nữa rồi anh ơi. Mình lấy chén nữa là sẵn nè. Nè, nè, mẫu ra nó chào đó. Của ra tôi chưa. Có rồi. Nhắc lên của ra nó. Cái này. Nè. Tiếp.
không cần mà. Uống uống đi đừng cười. Gớm rượu ra giờ không biết. Hai ly luôn đi. Đây gì hai nè. Bên đây cũng gì hai nữa nè. Bên đây ở còn bên kia gì năm. Năm sinh gái hết trời, có gì năm. Giờ mình bán bò bán được không? Giai điệu Latin nghe là dính luôn. Đã cưa em rồi không có tính